Vẫn chưa loát được. Không, em tập khác. Lên sau, lên phải lên. Lên sau. Lên nữa. Rồi, đúng chưa? Đang nâng nhảy là cái này. Cái gì đấy? Đứng lên. Con hàng đâu? Đứng lên, bà ca đấy. Cái gì? Ba sáu mươi đi. Tập thử đi. Muốn thử làm đi xem nào. Rửa chân chưa? Chưa. Quay được hết rồi. Rửa nó tí nó thêm bao nhiêu thì cười nhỉ. Mày quay này quay được hết rồi.
xong. Mày bôi đi đâu rồi? Hay mày vẫn để chân? Mày nha. Vẫn để cứ ở chân. Điếc tai Hà ơi. Đứng đây. Hà ơi nhá. Đi. Chân của Hà có dính cất chim này ơi. Dí chân vào người mày đấy. Đây này. Cười lên đẹp trai em nè. Tỏ ra đẹp trai em lên nè. Tỏ ra đẹp trai. Tỏ ra đẹp đâu mà tỏ. À ơi thì tỏ ra đẹp trai đi. Chị không bay nghe một câu. Chị nhìn xong chị lướt qua luôn. Hà ơi quay đi. Chân nhá, theo. Chụp chân. Chụp cái cục tim người đang nghiêu cố này. Lên.
À bây giờ gửi bà là bà là anh giống như cái cục cứt chim dính cái chân em đây này, nó chỉ để em dẫm thôi. Đang quay. Đấy, nói anh chỉ xứng đáng ở dưới chân tôi, là tôi chả đạp dưới nước. Và khi tôi chả đạp chán rồi tôi sẽ đi rửa đi. Đấy, ôi, chết lý. Lần trước đấy mày ôm cục cứt chim mày ngủ hả? Mày điên à, tao chưa ôm nó bao giờ. Là lúc đấy cục cứt chim ôm vào mặt mày hả? Ý là sau khi cắm sừng là như thế. Còn trước khi đấy là không phải cái chim, thế cho nó vui. Là trước khi chia tay là con chim, còn sau khi chia tay là cục cứt chim. Mệt quá, cười há hốc mồm mệt quá. Ê, tao đi thi thách thức danh hài thì đấy mày. Kiệt rồi, cười há hốc mồm đấy rồi, kiệt rồi. Nãy vừa giảng triết lý chi mà cất chim. Quá là mệt. Không, mình quay cái trên. Quay cái trên mà đăng một chị đứng ở đây xong tí nhấp nháy cả đoàn lên đứng. Quay cái đấy đi. Đúng rồi, hàng ngầu nhất mà. Không thôi mày, tao háo mồm nó cười đấy. Mày đi trước được. Thấy nhanh cho bọn em cái TikTok. Ờ, cho thầy vào đứng trước. Cho thầy vào đứng trước. Đấy. Nào nhanh quay TikTok nhanh, tao còn đi rửa đám, tao đi rửa người yêu cũ đây. Oh my god, anh đẹp trai đi rồi. Mày anh tóc rơm đi rồi.